Bạn nghĩ gì khi nhìn thấy màu vàng? Tôi cá rằng một trong năm đáp án phổ biến nhất chính là taxi. Và mặc dù không phải tất cả taxi trên toàn thế giới đều có màu vàng, màu sắc này vẫn có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp này. Nhưng tại sao lại thế? Hãy cùng tìm hiểu nào! Để trả lời câu hỏi này, bạn và tôi phải quay ngược về thời quá khứ vậy. Bạn thấy đấy, những chiếc taxi đầu tiên ở Hoa Kỳ không có màu vàng. Năm 1907, doanh nhân Harry Allen đã mua những chiếc xe màu đỏ và xanh ở Pháp và vận chuyển chúng đến New York. Những chiếc xe này có đồng hồ đo, một thiết bị tính toán giá vé dựa trên quãng đường. Đó quả thực là một điều mới mẻ vào thời điểm đó tại New York. Tuy nhiên, ông phải đối mặt với việc bị cạnh tranh do sự xuất hiện của rất nhiều công ty taxi khác. Và chủ sở hữu các công ty cho sơn xe của họ bằng các màu sắc khác nhau như đen, nâu, trắng, caro. Và mỗi công ty có một màu đặc trưng. Một năm sau, tức năm 1908, một doanh nhân khác, Albert Rockwell, thành lập một công ty taxi ở New York và quyết định sơn đội xe taxi của mình thành màu vàng chỉ vì đó là màu sắc yêu thích của vợ ông. Bên cạnh đó, ông cũng nghĩ rằng nó sẽ giúp đội xe của mình trở nên nổi bật vì đây là màu sắc tươi sáng, thật logic đúng không nào? Nhưng chính John Hirst đến từ Chicago vào năm 1915 đã chọn màu này cho đội xe của mình dựa trên lập luận khoa học. Ông muốn những chiếc xe của mình được sơn cùng màu để thống nhất toàn đội xe và bắt mắt hơn với khách hàng. Vì vậy, ông quyết định áp dụng kết quả nghiên cứu của Đại học Chicago. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng màu vàng có pha chút sắc đỏ là màu dễ nhận biết nhất đối với mắt người trong khoảng tầm nhìn xa hơn. Chính nhờ Hirst mà màu vàng đã trở nên rất phổ biến trong ngành công nghiệp taxi sau này. Năm 1967, chính quyền New York ban hành các hạn chế về màu sắc mà các hãng taxi được cấp phép có thể sử dụng. Có lẽ bạn đã đoán được rồi phải không? Họ chọn màu vàng. Từ thời điểm đó, New York và những chiếc taxi màu vàng gắn liền với nhau và trở thành một hình ảnh mang tính biểu tượng. Và nhiều công ty taxi trên toàn thế giới đã sao chép điều này. Nhưng taxi có màu vàng không chỉ vì đây là màu sắc gây chú ý. Đó là màu tối ưu cho xe taxi vì nó tăng khả năng nhận biết cho các tài xế khác trên đường, giúp giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. Vì vậy, bằng cách chọn một chiếc taxi màu vàng cổ điển, chắc chắn bạn sẽ có được chuyến đi an toàn nhất. Ví dụ ở Singapore, bạn sẽ thấy taxi không chỉ có màu vàng mà còn cả màu xanh nữa. Năm 2017, các nhà nghiên cứu đã phân tích số liệu thống kê va chạm ở quốc gia này và phát hiện ra rằng so với taxi màu xanh, taxi màu vàng có ít hơn 6 vụ tai nạn mỗi tháng, tính trên mỗi 1.000 chiếc xe. Và bây giờ, chúng ta hãy làm rõ một điểm nhỏ xem nào. Các nghiên cứu mới chỉ ra rằng màu sắc dễ nhận biết nhất đối với thị giác con người là màu xanh lá cây sáng. Vậy tại sao taxi vẫn có màu vàng? Có phải bạn đang tự hỏi thế không? Vấn đề là sử dụng màu xanh lá cây có một nhược điểm lớn. Màu này có thể dễ bị lẫn với màu cây cối xung quanh. Bên cạnh đó, nó chỉ dễ nhận trong điều kiện ánh sáng ban ngày, trong khi màu vàng vẫn dễ thấy ngay cả trong điều kiện ánh sáng kém. Ngoài ra, nếu không phải taxi, có rất ít xe riêng được sơn màu này. Bạn có muốn một chiếc xe màu vàng không? Cho tôi biết ở dưới phần bình luận nhé. Nhưng trong khi taxi màu vàng phổ biến trên toàn cầu, thì ở nhiều quốc gia, bạn có thể di chuyển bằng phương tiện tương tự như taxi, nhưng thậm chí còn chẳng phải là xe 4 bánh. Thử liệt kê xem sao nhé. Xe Fiacre tại Vienna. Fiacre là một chiếc xe ngựa kéo chở khách từ năm 1693 và hiện vẫn được sử dụng tại thủ đô của Áo. Tất nhiên, ngày nay bạn hầu như chỉ nhìn thấy Fiacre trong các đám cưới và các lễ kỷ niệm đặc biệt. Nhưng nếu bạn cũng muốn được trải nghiệm phương tiện này thì đừng lo, một số xe cũng phục vụ cả khách du lịch nữa. Taxi nước tại Venice. Với mạng lưới kênh rạch chằng chịt và một số lượng đường phố ít ỏi, người dân ở Venice không còn cách nào khác ngoài sử dụng thuyền gondola và taxi nước để di chuyển quanh thành phố. Taxi nước, hay như người dân địa phương vẫn gọi là motoscafe, là cano tốc độ cao chuyên chở khách và hành lý đi kèm, nhưng với giá vé khá đắt. Nhưng có lẽ bạn không phải là hành khách duy nhất đâu, vì motoscafe sẽ đón càng nhiều khách càng tốt, miễn là không quá tải trọng của thuyền. Bicycle taxi ở Mexico City. Chiếc taxi có vẻ ngoài khá hiện đại này thực chất là xe đạp 3 bánh có khung ngoài bằng nhựa sơn màu xanh lá cây sáng. Xe chỉ đủ chỗ cho tài xế và 2 hành khách ở hàng ghế sau. Điều thú vị nhất ở đây là loại hình phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. Bình thường bạn có thể bắt một chiếc bicycle taxi ở khu vực trung tâm cổ kính của thành phố. Xe ngựa kéo trên đảo Spetses. Nếu bạn đã từng có kế hoạch ghé thăm đảo Spetses, có một điều bạn phải ghi nhớ, đó là sẽ hơi bị cấm trên hòn đảo Hy Lạp này. Và ngoài xe đạp,
xe buýt và xe máy. Người dân địa phương còn dùng xe ngựa để đi lại. Và một trong số họ trông lạ mắt và retro. Coco Taxi ở Cuba. Về cơ bản, đây là chiếc xe ba bánh có bàn đạp và có khung nhựa bao quanh xe. Một số xe được trang bị thêm động cơ nhỏ ở phía sau để giúp lái xe khi lên dốc. Tuy nhiên, lái xe hiếm khi dừng đạp trên suốt quãng đường di chuyển. Những chiếc taxi này phổ biến nhất ở Havana. Chúng thường có màu đen hoặc vàng. Coco Taxis đen chỉ dành cho những người dân địa phương, còn màu vàng dành cho khách du lịch. Tuk Tuk ở Thái Lan. Cực kỳ phổ biến ở Bangkok và các thành phố khác của Thái Lan. Loại phương tiện giao thông này dành cho những người không muốn lãng phí thời gian trong tình trạng kẹt xe và những ai còn ngần ngại về việc tự mình điều khiển xe máy tốc độ cao. Một chiếc Tuk Tuk điển hình của Thái Lan là một chiếc xe ba bánh gắn với khung xe máy. Trừ chỗ cho lái xe, Tuk Tuk có thể chở 2 hoặc 3 hành khách. Nhưng đôi khi những anh chàng tài xế ma lành vẫn nhét được cả một gia đình trên xe. Đi Tuk Tuk chắc chắn là một trải nghiệm phải thử đối với những khách du lịch muốn tìm hiểu sâu về các nét văn hóa của nước châu Á này. Taxi H2O ở Canada. Cảng Victoria ở Canada đã tạo ra một nét chấm phá cho hoạt động giao thông công cộng tại địa phương này. Tại sao phải di chuyển một chiếc taxi thông thường nếu bạn có thể di chuyển bằng taxi nước và biến chuyến đi của mình thành một hành trình thú vị? Những chiếc taxi H2O này khởi hành từ 14 bến tàu, trải rộng khắp khu cảng 7 ngày một tuần, nhưng chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 10 thôi. Nếu trưởng tàu đồng ý, bạn thậm chí có thể mang chú chó của mình. Chẳng có gì ngạc nhiên khi du khách gọi những chiếc taxi này là những con thuyền vui vẻ. Taxi Piaggio Ape ở Ischia. Đảo Ischia của Ý nổi tiếng với những chiếc taxi siêu nhỏ kỳ quặc, với ba bánh xe được thiết kế bởi kỹ sư đã tạo ra những chiếc Vespa nổi tiếng. Nhưng có gì liên quan đến loài vượn, tiếng Anh là Ape, ở đây nhỉ? Thực ra tên gọi này thể hiện sự bận rộn và siêng năng của các tài xế. Ape trong tiếng Ý có nghĩa là con ong. Những phương tiện này thường chỉ được sử dụng bởi khách du lịch. Đó là lý do tại sao chúng có hình thức bắt mắt và màu sắc tươi sáng. Và hầu hết khách của Asia chọn chiếc taxi này để tham quan quanh đảo. Gotham Air ở New York. Bạn đã vội phải di chuyển từ đảo Manhattan đến sân bay JFK hoặc Newark. Hãy thử bắt một chiếc trực thăng xem sao. Dịch vụ máy bay trực thăng Gotham Air ra mắt vào năm 2015 và cho phép khách hàng tiết kiệm một lượng lớn thời gian. Vì giao thông trên mặt đất bị tắc nghẽn trong thành phố, việc di chuyển sẽ ngốn của bạn mất 2 tiếng. Nhưng nếu bạn sẵn sàng trả từ 199 đến 219 đô la, bạn sẽ không phải lo lắng về việc lỡ chuyến bay nữa. Chuyến đi bằng trực thăng chỉ kéo dài khoảng 6 phút. Khoảng thời gian này thậm chí còn không đủ để nếm những chiếc bánh đã bao gồm trong giá vé. Taxi Shikara ở Ấn Độ. Taxi Shikara là chiếc thuyền gỗ chạm khắc có thể đưa bạn đi vòng quanh các khu hồ tại Jammu và Kashmir ở phía bắc Ấn Độ. Những chiếc thuyền này được làm bằng Dioda, một loại gỗ đặc biệt không mục trong nước. Chủ nhân của những chiếc thuyền thường sơn chúng bằng màu sáng và lắp mái che bên trên. Những con thuyền này không chỉ được sử dụng như một phương tiện giao thông mà còn đóng vai trò là nhà đối với một số người hoặc để sử dụng để đánh bắt cá. Nhân tiện thì máy bay cũng giống như một chiếc taxi vậy, nhưng chúng ta sẽ nói về điều này trong một video khác nhé. Này, nếu bạn đã học được điều gì đó mới mẻ hôm nay thì hãy cho video này một lượt thích và chia sẻ nó với bạn bè. Sau đây là một số video thú vị khác tôi nghĩ bạn sẽ thích. Chỉ cần nhấp vào bên trái hoặc bên phải và theo dõi kênh Soi Sáng Cuộc Sống nhé.